Đang tin Sila dẫn lời phóng viên quân sự Boris Rosin cho biết, quân đoàn nước ngoài của Pháp đã chịu những tổn thất đầu tiên khi chạm trán với lính dù Nga trong vành đai rừng ở khu vực Chayopnya. Được biết 100 binh sĩ đầu tiên của quân đội Pháp đã tới Ukraine để tham gia các hoạt động. Theo phóng viên Rosin, Pháp đã mất 7 quân nhân. Phóng viên quân sự Nga nhận xét, những người lính của Paris có sự chuẩn bị khá tốt và có động lực để giành chiến thắng. Ông khẳng định đây không còn là những TikToker đến Ukraine để kiếm tiền nữa. Giờ đây những chiến binh được đào tạo bài bản, có động lực cao đã bước vào trận chiến. Họ là quân nhân chuyên nghiệp của các nước NATO. Trước đó, nghị sĩ Krum, ông Mikhail Seremet cho biết, kể từ ngày đầu tiên quân đội Pháp xuất hiện trong khu vực hoạt động đặc biệt, họ đã trở thành mục tiêu hủy diệt hợp pháp, đóng vai trò là bên can thiệp chính thức. Kênh mùa xuân nước Nga đưa tin, lữ đoàn 5 của Nga mở đợt tấn công mạnh bằng xe tăng vào Krasnogorovka, đánh chiếm thành công pháo đài chính của Ukraine tại nhà máy vật liệu chịu lửa Krasnogorovsky ở trung tâm thành phố. Xe tăng rùa của họ đã được nâng cấp lớp bảo vệ giúp các nhóm thiết giáp xung kích, thuận lợi đột phá gần như tới trung tâm thành phố. Kênh Driba đưa tin, tại mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow đã đạt bước tiến vượt bậc sau khi thực hiện một số cuộc tấn công thành công và mở rộng vùng kiểm soát ở và khu vực xung quanh. Từ sau ngày giành được Marinka, tiến độ phát triển ở khu vực này rất chậm, đôi khi rơi vào bế tắc do Ukraine có nhiều hệ thống phòng thủ kiên cố. Đến ngày 5 tháng 5, lực lượng Moscow đã giải quyết được mọi bế tắc, hàng loạt khu vực đã được xử lý, họ đã tự tin chiếm giữ được 80% khu định cư. Kênh Yuri Podolianka cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Netailovo. Các đơn vị Nga ngày hôm trước đã chiếm được vị trí ở một phần các tòa nhà cao tầng, tiếp tục dồn ép Ukraine và đến tối, nhìn chung đã đè bẹp được đối phương tại đây dù vẫn còn sự kháng cự tập trung của lực lượng kiev nhưng nhìn chung các tòa nhà cao tầng của khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát hôm nay lực lượng moscow có thể sẽ hoàn thành việc chọc thủng phòng tuyến này sau đó đối phương sẽ phải rút lui về kaloka